À học đâu được, không hạ tầng một sông lê, không hạ sáu phòng nhá. Để cho con học khỏi mà đấy. Chúng ta đã cổ với cái phòng miền của cái hào một nhá. Phòng miền học mù nhá, các bạn nhá. Học cái quả học mù cái thế này nhá. Học mù cái tư lương cao cái thế nhá. Đây là phòng miền nhá, từ đây, các xuống đây là phòng miền. Học cái quả nhá. Hồng mùi có thể bằng một son hay người ta đã đổi gần đỉnh của phân hồng mùi là phân người ta như vậy nhé. Nhóm miền gồm cái gì? Lưỡi nhá. Bên đây có cái gì? Con hồ mang hầu này. Hai cái đan gửi gà nhá. Ăn sáu hầm này. Các cái vùng miếng mặt lá người cũng là vùng hầm miền nhá. Các cái vùng ra nhá. Thế tổng đại ông mình không bỏ cả phân này nhá. Phân môi nó là ra cái gì mà là dài. Phải hôm nay cũng phải là phân phẩm lớp nhá. Chúng ta khám ra cái gì cũng là môi, là lời nhá. Răng cũng phải là môi môi nhá. Cả cái phân phẩm đều cũng phải là nhá. Tập kinh từ hôm nay thì chúng ta bị để ý nhá. Nhưng hôm nay không thường là căn phòng mặt chúng ta để ý nhá. Chúng ta để ý nhá. Hôm này ngày hôm đi áp lớp này nhá, cùng hôm học cái cứng này, cái hôm qua cầm lên nó không lâu chưa, tới hôm sau thì sau cái đám hàng nhá, không để mà ung thư nó vào hôm nay và nó rất khó điều trị hôm nay nhá, khó cắt được hôm nay nhá, cùng lời cùng sai miền nhá, lưỡi nhá, môi nhá, ra khám nó khẳng định đấy, không phải để ý một cái amidan rồi sau nó cắt amidan đấy không nhá. Tất cả những ngày là tham gia khám và quan sát nhá. Các bạn có thể hướng xa miền nhá, lưỡi. Rồi dùng quả trời liên thân hàm, liên hàm nhá, liên hàm cái sự quan trọng của mình trong một cái thư học nhá. Khi học thư nó lai vào cái liên hàm này thì mình sức là quan trọng nhá. Rồi chúng ta cắt cái vùng đấy rất khó. Còn vùng ta hay gặp nhất là gì? Amidan nhé. Hay gặp nhất là khả năng Amidan và cứ phải ngửi nhé. Amidan thì dễ đôi đe ra thể cái Amidan nhé. Tuy nhiên bỏ hơi xoay vào và chỉ nhìn đỏ cái chuyện nhé. Nên là nên là có Amidan nào? Amidan thân bản chứ. Bỏ tư 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 nhé. Bỏ khe này. Được tổ chức linh quân không thể thân tư khe nhé. Thân ra cái đoạn chúng ta đang phải từng cái lỗ, từng cái khe kẻ Amidan là một cái kẻ cũng dịch nó cứ đồng một cái kẻ trong cái dịch vụ cũng cứ đồng một cái kẻ của Amidan nhé. Và Amidan trong cái khổ đồng nó là từng cái tổ chức linh khối nhé, từng kẻ ở đây chúng ta phải cắt nhé. Nó giảm từng tuổi lên từng cái tổ linh khối nó là từng cái kẻ nhé. Nó thùy linh khối nhé. Chúng ta hay gặp nhất là trong những cái đồ soi hiệu quả này các bạn về đi hồng cấp nhá. Hồng cấp thì ta có nhiều từ nhá. Nhưng hồng cấp này riêng amidan cấp này cũng là amidan hồng nó cùng nhau nhưng có 10 thành phần viên hồng cấp có người thành phần amidan cấp nhá. Có người viên để có cái viên hồng amidan cấp thì viên amidan hồng cấp nhá. Nó viên hồng amidan cấp và viên amidan hồng cấp cả từ này đều giống nhau cả nhá. Amidan và hồng nó nằm sát nhau là khoảng nhất là một thôi nhá. Đây ta có thể bỏ vào viên hồng cấp kia là viên ba bốn trong amidan và viên hồng nhá. Hoặc ai là hơn là được vào viên hồng amidan cấp nhá. Nguyên nhân của viên hồng cấp ấy, thì có nhưng mà amidan cấp ấy nhá có ba thường gặp nhất là gì? Là virus nhá. Virus là thường gặp nhất là các bệnh phổi nhá. Virus để chúng ta gặp ai đó virus này có các sars virus này cũng thường gặp nhá. Các bạn bình đặc biệt là virus mono cái là do phải cô gọi là bệnh tăng phải cô đơn nhá nhá không không có chuyện gì nhá. Virus
đi. Cũng cùng liên cầu nhá, liên cầu đang đứng A, liên A và nhận vào nguyên phòng đang lên cấp thì đang thì đi con cùng đấy nhá. Rồi một cái loại gì? Đấy, từ đây thì tôi lập tôi rồi, tôi giảm các khâu mấy bạn gặp được nó hiếm quá, tôi giảm xong cái khâu xong rồi cũng thì các khâu được nhá. Đây cũng xe ra một lần riêng là một lần riêng cấp lần nhá. Làm cái bằng giảm, cái một phòng và một cấp nhá. Đến các chỉ, ba nhầm là người cảm của các khâu được nhá. Không hiểu gì đâu, nhưng mà kiểu hướng chính của các khâu là phòng nhá. Đang trong những phòng cấp thì còn gọi là các khâu là bí bổng thôi, còn hai gọi là đây gọi là viêm họng nang da cấp nhá. Đối với nang da cấp thì ta thường gặp cái vùng chẩn đoán nang cấp chúng ta cảm nội soi thường thì nang da cấp chúng ta sẽ có thể phân bố thể là có thể khác nhau nhá. Cái thể mà hay gặp nhất là cái thể gì phổi nang, có thể nhìn có thể từ cái khe coi từ mũi ra hay là từ cái khe kẻ ra nhé. Nên mình cũng dùng nhá nang da nó nổi lên từ cái mũi gọi là cái thể nang nhá. Cái thể như thế thì xúc tiết cả A nó đang hồng đi đỏ được cái nét nhá. A nó đang hồng đỏ thì gọi là viêm thể xuất tiết. Có thể là cũng gặp cái thể gì để thể nang giả nhá. A nó đang hồng phải mù nó sẽ cái mạng nang giả nhá. Thế này hay gặp trong cái loài là tăng trong đơn nhân hoặc là đặc biệt là không nhá. Thế là có thể là nhá. Và là A nó đang viêm nhưng không mù nó thành cái mạng giả mạng nó gọi là giả mạng nhá. Hay là giả mạng cả lục bám cái mạng A nó đang đây cũng là một cái ma đa cấp nhưng có thể gì thể dạ mạc nhá. Một cái thể chúng ta hay gặp có thể gì ăn ra bị sưng đỏ bị nóng thần ngủ thần gì cả nhá, bị sưng đỏ và là nó viêm cái cổ bị thu bông ăn thì đang nó sưng đỏ lên không nhá. Thì có thể hai cái ăn ra cùng cao nó sưng đỏ lên nhưng có thể trực tiếp thần ngủ nhiều nhá. Đây là một cái thể cái thể này là cảm lâm sàng nó thường là một cái cổ thể này nhiều và nhiều tưởng vào nó ăn ra cấp rồi nhá. Cái không nhất thiết là ăn đang là phải phụ chúng ta bây giờ bảo ăn cấp nhá. Và để em mở cái thể phòng nồi soi ra cái thảm nữa cái đó nhá. Đây có thể này là thể thường gặp nhất nhá, thường gặp nhất ăn đang khe kẽ nhá, ăn đang đỏ sưng xuất huyết nhá, thường gặp nhất. Cảm giác đau thì 5-6% người ta cảm